tiếp tục sang ghé thăm bác Tài lại con Hyundai 55HI đời 2014 này các bạn ạ. Thì hiện tại ở đây là máy bác đang là đưa vào cái công trình này, đang làm ở cái công trình. Cái công trình này là làm một cái đường các bạn ạ. Họ thi công, họ san lấp cái vỉa hè này này các bạn này. San lấp cái vỉa hè này. Thì cái vỉa hè này thì là ngày xưa là nó là một cái vỉa hè cũ. Bây giờ họ làm một cái vỉa hè mới. Nên là để phá toàn bộ cái vỉa hè đi rồi. Sau khi họ phá vỉa hè thì họ đào, họ hạ những cái đường mà cáp điện xuống. Đây là những cái đường cáp điện họ đã đào màu ống màu đỏ đấy, đã hạ xuống xong rồi. Sau khi hạ xuống xong rồi thì bây giờ là máy đưa vào để lấp toàn bộ cái đường ống cáp điện này lại, để là san gạt mặt bằng cho nó rộng ra, để có thể là lát và gạt một cái vỉa hè mới các bạn này. Đấy. Thì đây còn 55 Hyundai 2014 đây các bạn này. Đấy, 14 này. Thì đây bác ấy đang cậy những cái gốc cây kia lên kìa. Ôi, rất là khó. Cái đoạn này nó vướng gốc cây các bạn ạ. Đây đoạn này đang vướng một cái gốc cây, vướng vào lòng đường, là vướng vào cái vỉa hè. Đây thì bác ấy đang vướng vào cái gốc cây này nên là bác cần phải đào hết cái gốc cây này đi để mình mới có thể lát đá được. Thì ở đây địa hình rất là phức tạp. Ở bên trên kia đấy, phần dây điện ở đây thì địa hình rất là phức tạp. Ở cái phần bên tay trái của các bạn ấy thì là cái đường ống điện đã chôn chờ sẵn, còn cái phần ngoài đường kia là có cái dây điện chạy dọc, dây điện chiếu sáng của bên đường. Trên đầu này thì là có một cái dây điện của bên điện lực này, rồi đường cáp này, đường dây mạng các thứ này. Nên là làm địa hình rất là vất vả. Rồi này bác sẽ đào cái nạo với gốc cây này lên. Rồi đây, lấy gốc cây để san mặt bằng này. Đấy, các bạn có thể thấy này. Rồi, lấy gốc cây lên này. Đấy, thì gốc cây này rất là vướng ở đây. Máy khỏe phải không ạ? Nó rất là khỏe luôn. Đấy, chưa ăn lên nổi. Còn một cái rễ nữa. Úi giời, đổ máy luôn. Đấy chưa? Có một cái rễ bên của cái dây điện ấy. Đấy, ăn cái cuốc con này bạn, bênh bánh lên này, bênh bánh lên rồi. Đấy, úi giời ơi. Gốc này rồi các bạn lấy lên. Thì bây giờ sẽ để mà lại ngâm rượu ở gốc này, mà ngâm rượu thì nói phải bàn, nói đùa chứ thôi. Gốc này thì họ sẽ loi nhoi lên và để ra một bên vào cái đống chạc này này, để lát nữa xe ô tô vào là xúc chuyển đi này. Anh em nào có nhu cầu lấy để ngâm rượu thì mang xe đến đây để chở nhé. Bạn ạ, làm ở đây, làm ở cái địa hình khó như vậy thì đòi hỏi là bác lái máy phải thật sự là có kinh nghiệm và phải thật sự là khéo tay thì mới làm được ở đây. Thì ở đây ngoài ở bên trên có một cái đường dây điện ra, thì ở dưới cũng có một cái đường dây điện nữa, và có một số cái đường đèn chiếu sáng ở những cột điện đấy. Nhất là những cái đường ống mới chôn như thế này này, phải thật cẩn thận các bạn ạ. Không là vướng vào phải một phát thì là đây, rất là mất công và rất là phiền. Thì ở đây thì sẽ lấp toàn bộ cái số đất xuống cái phần đường ống đã đào và để san thành một cái vỉa hè. Còn gạch đá và cái phần rễ của gốc cây này này thì sẽ gạt ra lề đường để xúc đi và chuyển đi.
Đấy, tức là ở đây chỉ có lấp đất và dọn dẹp thôi, còn lại toàn bộ cái số gạch đá này thì đều phải chuyển đi hết. Đấy, giờ bác sẽ là bộ cái phần này. Đấy, vị trí nó vào tận đây này các bạn này. Đây thì toàn bộ là cái này là số vữa mà mới số vữa này là số vữa mới thôi, mới đổ nên là nó cũng rất là nhẹ, chỉ cần giờ gầu bổ nhẹ là được. Rất kéo tay bạn này. À, bác Tài ở đây thì được các anh kỹ thuật ở đây rất là thích. Thích là gì? Anh ấy làm rất là chuẩn chỉ, đẹp và làm rất là bình tĩnh, chuẩn chỉ đẹp. Đấy, đẹp ở đây là gì? San mặt bằng đẹp này. Rồi làm rất là khéo tay này, những cái đường điện đường nước này rất là khéo, chưa bao giờ vỡ ống nước và đứt dây điện bao giờ. Đây các bạn thấy không? Đấy, rất là khéo tay. Tại vì ở bên trên thì nó đang vướng những cái mảng này, chứ không phải là làm chậm đâu các bạn ạ. Để làm một công trình, để làm một công trình như thế này thì người ta gọi là làm chậm mà chắc thôi, chứ không phải là làm nhanh, làm ẩu được. Đấy, ở phần ngoài kia thì nó có một cái dây điện nhá. Đấy, ở phần ngoài là nó có một cái số dây điện, nhưng một số dây điện này thì có điện đấy ạ, dây điện đấy là có điện đấy ạ. Kéo tay bạn ạ. Đấy. Đây, thì cái này là trong thời gian mà xe nó không có ấy, thì là máy sẽ làm và san lấp hết cái phần này. Còn sau này là có xe rồi thì mới xúc vận chuyển cái này đi các bạn ạ. Đây, đây là lấp cái đoạn này vỉa hè. Đây, tất cả những cái bê tông này là sẽ xúc đi vì nó thừa các bạn. Vì hè này thì họ lát nó thấp cao hơn lề đường một chút xíu thôi nên là toàn bộ phải xúc đi. Phải gom hết cái chỗ này để chở ô tô về và xúc đi các bạn ạ. Đây là một đoạn vỉa hè với phần trên này thì đã lấp xong rồi, chỉ còn duy nhất cái phần dưới này là chưa lấp thôi. Ok, bây giờ bác sẽ nghỉ để giải lao uống nước này. À, đè dây điện, tóm dây điện vào để xúc lên. Nó vướng quá, giật luôn anh ạ. Do cái đoạn này bị vướng dây điện nên bác phải xuống để kéo cái phần dây điện này ra. Đấy, cái đoạn này thì do vướng dây điện nên bác đã kéo toàn bộ số dây này ra để có thể gom lại để lát xúc đi các bạn này. Đây. Thì con này thì không có gầu bằng, không mang gầu bằng đi theo, chỉ có mỗi cái gầu đào này thôi, một gầu đào và một cái gầu con mang đi thôi, nên là xúc sẽ có công nhân đi theo. Đấy. Răng này làm ở đây thì chủ yếu cào đá với đi cào bê tông nhiều, phá bê tông nhiều nên là mòn hết răng rồi, cụt hết răng rồi.
xưởng luôn. Thì bác cái san nốt cái đoạn góc cột điện này ra để gom thành một lượt đất nữa là để cho nó xong rồi các bạn này. Đây. Đây các bạn này, đây là toàn bộ cái đường điện này thì là họ sẽ chờ. Thì chờ sau này làm vỉa hè xong thì họ sẽ đặt cái tủ điện vào đây để họ nối cái tủ điện đây. Sau này họ đi toàn bộ đi, đây là đi điện âm hết, không đi điện nổ trên này nữa. Đấy, quy hoạch đô thị cho nó đẹp gọn lẹ là để làm lại cái vỉa hè này nữa các bạn này. Như vậy là bác tự lái, bác đã san gạt mặt bằng cái vỉa hè xong. Thì bây giờ trong thời gian này thì sẽ chờ đợi ô tô về và để xúc lên ô tô thôi các bạn ạ. Đây, toàn có bộ cái mặt bằng bác đã san thẳng phẳng và gom thành đống chạc như thế này rồi. Ok. Thì video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Đây, chia sẻ video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video lần tiếp theo. Dây bỏ ai.